Thưa quý khán giả, trong những ngày vừa qua, các tỉnh Bắc Bộ như là Lạng Sơn, Bắc Cạn hay là Bắc Giang đã có mưa lớn phổ biến từ 100 đến 200 mm, gây sạt lở đất, ngập lụt tại các khu vực trũng thấp ven sông và làm một người chết, thiệt hại về cơ sở hạ tầng, nhà ở cũng như là sản xuất của người dân. Trong ngày hôm nay thì mưa dông vẫn còn xảy ra rải rác tại các tỉnh thành Bắc Bộ và thời gian mưa chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Trong mưa dông vẫn cần đề phòng với lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn ban ngày thì mưa giảm, trời có nắng với nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và khu vực Bắc Bộ phổ biến trong khoảng là từ 28 đến 31 độ. Trong khi đó, các tỉnh ven biển miền Trung lại có thời tiết tốt, trời hầu như là không mưa, ngày nắng ráo với nhiệt độ dao động trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Xuống với khu vực Nam Bộ, khu vực này duy trì kiểu thời tiết là ban ngày trời nắng, chiều tối thì có mưa dông xảy ra ở một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại đây duy trì trong khoảng là từ 32 đến 34 độ. Ở trên biển, quần đảo Hoàng Sa không mưa, ngày nắng ráo với gió đông nam đến nam mạnh cấp 3, cấp 4. Còn quần đảo Trường Sa thì cũng có thời tiết tốt, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km, gió đông chỉ mạnh cấp 3, tình trạng biển bình thường. Và phần cuối sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong ngày hôm nay.